Xin chào mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một phần mềm là Kalimba Connect. Nó giúp cho các bạn có thể luyện được đàn Kalimba khi mà bạn vẫn chưa có đủ tiền để mua một cây đàn thật sự, hoặc là khi mà bạn đang muốn chơi cho người khác mà không có cây đàn ở bên thì bạn cũng có thể dùng cái phần mềm này. Mình đã có tải về sẵn rồi đây. Khi vừa vào thì nó sẽ hiện lên phần thử thách hàng ngày. Đây chính là giao diện của phần mềm, giao diện chính của phần mềm. Có rất là nhiều bài hát từ phổ biến cho đến xu hướng. Các bạn có thể tìm cái chủ đề ở phần trên đây, cũng không có nhiều lắm. Và khi bạn muốn tìm một bài hát nào đó thì bạn sẽ nhấn vào cái hình kính lúp và bạn gõ tên. Ví dụ như Doraemon đi. Meizan chiên là mê, giá khỏi chê. Meizan chiên là mê, giá khỏi chê. Có Meizan, đâu mê ngay. Cho mình kiểm tra một chút ha, tại vì cái điện thoại của mình nó hay tự tắt cái phần ghi màn hình lắm. Khi mà bạn chơi một trò chơi nào đó thì nó sẽ có phần quảng cáo đầu tiên và quảng cáo cuối cùng. Nếu bạn bấm dấu dừng lại thì nó sẽ hiện lên cái phần thư mục tiếp tục chơi lại tập luyện lời Kalimba gì đó mình không biết đọc, đổi tên và đổi tông và tốc độ. Cái phần đổi tông này khá là quan trọng, là bởi vì trong cái chơi tự do nó không có cho mình đổi tông, cho nên khi mà mình muốn đổi thì mình phải vô một cái bài nhạc nào đó mình chơi rồi mình mới đổi được. Rồi mình xin thoát ra. Muốn chơi một bài nào đó hoặc khi thoát ra bài đó đều có phần quảng cáo như vậy. Quảng cáo hơi nhiều nhưng mà chơi cũng rất là tốt. Đây là phần chơi tự do. Sao không có tiếng ta? Cái phần 3 gạch ở cái góc trái màn hình này không phải là cái thư mục mà giống như ở chỗ hồi nãy mình thấy, mà nó chỉ là đi ra cái giao diện chính của màn hình mà thôi. Còn cái hình tròn tròn này là giúp để cho bạn ghi âm. Rồi. Bạn lưu thì nó sẽ lưu cái bài nhạc của bạn vừa đàn vào phần nhạc của bạn. Mình quên mất, hồi nãy mới quay lại. Đây. Phần nhạc của tôi thì bao gồm bài hát gần đây, yêu thích và quản lý bản ghi. Trong bài hát gần đây thì bao gồm những bài trước đó bạn đã đàn. Những bài mà có ở trong Meizan chiên là mê, giá khỏi chê. Meizan chiên là mê, giá khỏi chê. Có Meizan, đâu mê ngay. Xin lỗi nhé, mình bấm nhầm, giờ mình thoát ra lại. Meizan chiên là mê, giá khỏi chê. Meizan chiên là mê, giá khỏi chê. Có Meizan, đâu mê ngay. Những bài hát trước đó bạn đàn thì đều có ở đây. Còn về phần yêu thích thì nếu bạn thích một bài nào đó thì nó sẽ có lưu trong đây, tại vì mình không có chọn thích bài nào cả cho nên nó không có. Còn phần quản lý bản ghi là những bài bạn đã đàn. Đây là một bài hát rất là quen thuộc đối với những bạn chơi Kalimba. Đây là bài đầu tiên mình đàn, còn không biết các bạn thì bài đầu tiên các bạn đàn là bài gì nhé? Các bạn nhìn để ý là tông của cái Kalimba bây giờ là theo thứ tự trước tiên là C, D, E, F, G, A, B. Và bây giờ mình đổi tông nó. Đây. Mình thoát ra và mình quay lại phần chơi tự do nhé. Bạn thấy đó, nó cũng đổi theo luôn.
Còn phần xã hội thì cũng có 3 phần: người dùng chia sẻ, yêu cầu bài hát, hoạt động. Phần người dùng chia sẻ này là những bài hát mà người chơi cũng giống như mình đấy. Người chơi quay quay clip xong rồi họ đăng lên chia sẻ cho mọi người để có thể đàn theo. Yêu cầu bài hát là có những bài nổi tiếng như thế này nhưng mà vẫn chưa có người đàn, thì người ta sẽ dựa theo lượt yêu cầu để có thể ra được mới nhất. Bấm yêu cầu. Còn phần hoạt động thì chính là nơi các bạn comment để tìm người cùng thích một cái bài hát nào đó và họ sẽ làm cho bạn. Bảng xếp hạng là những bài hát mà bảng xếp hạng là một cái nơi mà để người ta xem coi trong cái bài nào đó thì ai là người có số điểm cao nhất. Còn về phần thử thách, đây chính là cái phần mở lên đầu tiên khi bạn mới thấy, để mình chơi thử với các bạn nha. Mê San chiên là mê giá khỏi chê. Mê San chiên là mê giá khỏi chê. Cô Mê San đông mê ngay. Quảng cáo hơi nhiều nhưng phần mềm cũng tốt cho nên các bạn cũng đừng thấy lo. Sao chưa thấy nhỉ? Trên góc phải đó chính là phần điểm và nó cũng là cái nơi mà để cho bạn được lọt vào bảng xếp hạng đó. Mê San chiên là mê giá khỏi chê. Mê San chiên là mê giá khỏi chê. Cô Mê San đông mê ngay. Hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem tới đây nhé. Chúc các bạn một ngày tốt lành.